ngoài khuôn mặt đây là năm chỗ đầu tiên phụ nữ sẽ nhìn vào khi đứng trước anh em ngoại hình ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của đàn ông chúng ta anh em càng đầu tư cho nó đồng nghĩa với việc càng nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh nhất là phụ nữ phụ nữ có khả năng nhìn thấu toàn bộ tính cách cũng như lối sống của anh em chỉ thông qua một vài món đồ trên cơ thể do đó nếu họ có soi kỹ anh em ở khâu này thì cũng không có gì là lạ xem như bài viết hôm nay sẽ giúp chiến hữu có cái nhìn ổn hơn về tâm lý của các chị em đồng thời cũng là cơ sở để mấy ông tút lại trang phục cho nó ngon cơm thêm một chút ghi điểm không khó quan trọng là anh em muốn ghi bao nhiêu thôi, trạng phục là tiên quyết một set đồ được phối sao cho trở nên lịch lãm, nam tính sẽ giúp anh em có một buổi hẹn hò như ý. Màu sắc rồi chất liệu vải các thứ tôi có bên dưới, chiến hữu chỉ việc đảm bảo rằng nó sạch sẽ, thơm tho và được việc nên xem nếu chưa tự tin về cách ăn mặc đây là bài viết dành cho anh em sự vừa vặn sẽ là yếu tố tiên quyết nhãn hiệu rồi giá tiền các thể loại không thể nào quan trọng bằng à nếu anh em bí quá thì cứ đồ đen mà triển nha rất an toàn đấy đôi giày quyết định tính cách và thái độ giày dép sẽ là nơi mà ánh mắt của họ dừng lại lâu hơn một chút bởi vì phụ nữ nhận định đây là một chỗ có thể ẩn chứa rất nhiều thông tin về anh em nếu anh em thiếu chỉn chu trong việc chọn giày khiến nó không hợp với bộ quần áo mình đang mặc hay tệ hơn là anh em mang cho mình một giày bụi bặm chưa được vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt xinh xắn của nàng ta sẽ tự động được điểm thêm vài nét nhăn kiểu tóc quyết định ấn tượng khác với phụ nữ đàn ông trước và sau khi cắt tóc đúng là hai cá thể gần như chẳng liên quan gì đến nhau. Kiểu tóc sẽ là thứ chốt lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho cuộc hẹn lần này của anh em và tất nhiên nó nên được chăm chút thật đàng hoàng. Nên xem năm dấu hiệu chứng tỏ bạn cần thay đổi kiểu tóc mới undercut, pompadour, slip, slick back hay texture cắt tùy chiến hữu lựa chọn nhưng nhớ rằng phải phù hợp với khuôn mặt của mình rồi hẳn triển khai. Kiểu dâu quyết định cá tính đã nhắc đến tóc mà không đụng gì đến dâu thì cũng kỳ vì rõ ràng có khá nhiều cô gái bị ấn tượng bởi một anh chàng có kiểu dâu đẹp. Một bộ dâu được cắt tỉa chuẩn chỉnh và tôn được gương mặt của chủ nhân, mặt khác cũng có nhiều cô chỉ thích chạn vào một cái cằm nhãn nhụi không có dâu ria lìa chìa. Thành ra câu chuyện là anh em vẫn nên ưu tiên chăm sóc vùng da dưới cầm cho vừa lòng nhau đồng hồ thể hiện quan điểm sống cổ tay mà để chống không thì kỳ lắm anh em. Tốt nhất là đừng bao giờ bỏ quên chiếc đồng hồ, nó rất ổn trong việc tạo được ấn tượng đấy, nên xem đàn ông thông minh nên mua đồng hồ bao nhiêu tiền là đủ đeo đồng hồ mang lại rất nhiều lợi ích cho nam giới không riêng về mặt ngoại hình mà còn tạo thói quen đúng giờ trong các buổi hẹn rõ ràng các cô gái thường thích người yêu biết trân trọng thời gian cũng như thể hiện cách anh em trân trọng cô ấy ra sao vậy thôi chúc anh em lúc nào cũng ngon dai để được các chị em săn đón